quay cái này học làm trước nè. Đúng rồi, ra nhanh 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 mày chúng ơi. Ra ra vào điểm cuối đó. Sao anh mừng cái vai em mày chúng ơi, nhanh 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 nhanh. Em đóng phim hành động mà hình sự gia giang hồ mà em hài không nha. Không hề hước nha bạn. Hai người quay hai người kia. Quay hai người kia. Quay hai người kia. Vẫn chơi hoài. Rồi. 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 Động pha về hoàng em. Em xí đi lên này. Nó chạy mất rồi. Anh chưa nói được, đã hiểu gì hết kìa. Cả hai không nhìn nhau nè. Không nhìn nhau, không hiểu gì. Rồi ok. Tao về Dũng ơi. Cảm ơn cái pha em cái. Đây lấy được lỗ rồi hả? Đây đa ba con, đây đa ba con. Rồi ba người lạ. Bỏ like luôn đi các chế ơi. Dũng ơi, đây đứng nào. Đây là Hoàng nha. Chế không? Dính ai game đấy. Ui phim ghê vậy ta. Cái gồng gồng đó đàng hoàng, mình gồng gồng đó đàng hoàng, mình chống cho giang hồ đó. Mình xăm mình rồi đó. Rồi anh em ơi, về vị trí. Rồi, anh anh hai cũng từ từ ngoài kia nhá. Ok, rồi, ở đây được rồi ha. Đây nha, chạy đứng đó đó. Ôi, đừng đứng lại cho em căn lại cái anh. Được hả? Đóng đóng cái cửa nhà vào nào. Anh đừng quay bàn chân anh nhé, anh trên đất đấy. Mày mày Hoàng lấy tiền cảnh ở đằng trước đi. Tiền cảnh ở trước mặt để Dũng ơi. Đúng rồi Dũng, đứng lên cho anh. Quên quên xin lỗi. Đang tối. Rồi ok. Đàn em đâu? Rồi rồi, giơ cắp. Đàn em kìa. Rồi riêng cái là rồi. Anh hai lưu lại kia chạy ra trước. Giơ cắp, giơ cắp. Để lấy đất co còn chạy. Rồi quay. Đó, chỗ đấy đang quay hướng này nhá. Bye bye. Bước cả cái anh chăn vang vào mặt sóng đi. Anh làm lên sóng đấy, máy chạy rồi. Máy chạy ra. Cái gì ra đâu? Xuống. Ừ, dưới dối với đôi dép rồi. Rồi. Bỏ vào ra rồi để đấy vẫn thấy. Máy. Máy chạy. Rồi, giết, đàn em ra. Máy chạy ra. Ở chỗ mất tiêu rồi. Rồi, nhìn hai thằng không hiểu đây. Rồi, ba toàn hai đầu đá. Rồi, ba tài hai đầu đá. Ngủ rồi.